Xin chào anh em nha. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ làm một cái video review về cái vị caramel của R1. Thì nay thì mình sẽ làm một cái chuỗi series nói về vị của R1. Anh em coi còn thắc mắc cái vị nào đó thì mình làm video mình review luôn. Hôm bữa làm cái video mà review về vị nhung đỏ R1 thì có bạn nói anh làm luôn cái caramel. Thì caramel mình chỉ có bịch thôi, mình chỉ nhập về bịch. Tại vì bữa mình cũng có đặt cái hàng hũ nữa, nhưng mà hũ không biết công ty nó mít làm sao mà không có hũ nào luôn. Vị này với vị dâu thì không có, mấy vị kia thì đầy đủ. Thì có bịch thì mình sẽ làm bịch nha anh em. Thì cái vị này bữa mình cũng có uống rồi thì nói chung là nó không được ngon lắm. Cái khẩu vị của mình đó là không được ngon lắm. Thì bữa thì mình cũng có giao hàng qua bên mấy phòng gym bên sát bên mình á, thì có bạn nói là anh nhập caramel về đi, nhiều người thích lắm, mà mình uống là thấy cái vị nó lãng nhách à, không có phái cái vị caramel tí nào hết, nhưng mà không biết sao có bạn nó thích. Thì nay mình làm cái video mình review luôn, review anh em xem rồi anh em coi, nếu mà ai còn muốn mình review cái vị gì á thì comment đi, rồi mình sẽ lấy hàng về mình review cho anh em xem nha. Caramel cái mùi thì thơm nha anh em, cái mùi thì thơm lắm, bột màu trắng chứ không phải là màu nâu giống như là vị nhung đỏ nha. Đây nè anh em thấy không, cái mùi hửi thì rất là thơm nha. Để mình đổ vào trong đây, mình lắc lên cái mình uống, mình chia sẻ vị cho anh em nghe. Này mình đổ hơi nhiều nước xíu, mà hơi kệ đó. Nếu mà anh em mà thích uống á, có nhiều bạn ngộ lắm nha. Có nhiều bạn á thì cứ nói quay này ngọt, quay kia lạc. Thì anh em đừng có chê ngọt hay chê lạc. Nếu mà anh em muốn lạc á, mang anh em đợi xíu rồi mình lấy nét lại cái. Nó bị mờ anh em ơi. Ok. Khoan nha anh em. Ok. Thì nếu mà anh em mà muốn uống ngọt á, nếu mà uống lạc á thì mình cho nước lên chút xíu nữa. Anh em cho tí nước nữa là nó sẽ lạc. Còn nếu mà anh em ai mà muốn uống ngọt á thì mình bớt nước lại thì nó sẽ ngọt thôi. Cái này nó đơn giản, có nhiều bạn sẽ hay hỏi mình cái vấn đề này. Đây, thì mình lắc lên là mình uống cho anh em xem. Cái này nghĩ nhanh tan lắm. Mùi thì cái mùi này thì nó thơm nha anh em, mùi này nó thơm, còn uống vào thì cái vị nó kỳ kỳ lắm. Cái vị này đối với mình thì nó sẽ lạc, nó lạc hơn cái vị nhung đỏ. Hôm bữa mình làm video mình review, cái vị nhung đỏ thì nó ngọt hơn xíu, còn cái vị caramel này thì nó lạc hơn, nhưng mà cái mùi thì nó thơm, cái mùi nó thơm. Nói chung là mấy thằng R1 này thì vị của nó thì mình chấm cho nó được 7 điểm rồi. Cao 7 điểm rồi nha anh em, chứ không được cao lắm. Thì nói chung là 7 điểm này cũng tầm tạm rồi. Cũng không có được đậm đà nha anh em. Hết rồi nha. Thì tốt nhất là anh em nên mua về để mà mình uống thử đi. Tại vì cái này mình có bán xăm bồ, anh em nếu mà anh em đặt thì nó rất là dễ. Lấy 5-3 xăm bồ gì đó về mình uống thử, mình tự mình cảm nhận cho nó chắc cú. Chứ anh em cũng đừng, tốt nhất là anh em cũng đừng có nên nghe lời cái thằng bán. Cái thằng bán thì nói chung là như mình review á, thì mình chia sẻ cái cảm nhận của mình, cái khẩu vị của mình cho anh em nghe. Còn anh em nếu mà muốn biết chính xác như thế nào thì anh em tốt nhất là nên mua về để anh em thử, thì nó sẽ đúng với lại cái vị mà mình cần tìm, xem coi có yêu thích cái vị đó hay không. Đối với mình thì cái vị này nó lạ, còn cái hàng nhung đỏ hôm bữa thì nó lại ngọt, nó kỳ vậy đó, chứ nó không có vị nào giống vị nào. Thì video mình cũng hơi dài, chia sẻ với anh em ngắn gọn như vậy. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Thì anh em có gì thắc mắc thì cứ liên hệ mình, Zalo mình vẫn để phía bên trên góc màn hình, và cái Facebook mình vẫn để dưới cái phần mô tả video. Thì anh em có gì thắc mắc cứ liên hệ mình, thì mình biết gì mình chia sẻ nấy nha. Bye bye anh em nha.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.